Xin chào cả nhà nhé. Mời cả nhà ngắm cái hàng hoa hồng cổ Sapa của mình nhé. Cây cao toàn 2 mét các bạn ạ. Rực luôn. Thời tiết hôm nay nó không nắng cho nên là nhìn nó không đã. Hoa và nụ rất là nhiều. Đây là một hàng hoa hồng cổ Sapa mọc bên cổng. Đấy, đây là bông chum chím này các bạn. Nhân đây là nụ của nó này. Nụ cũng bé ra. Đấy, chum chím. Bông to bông bé rất là nhiều. Đẹp chưa? Đây. Nụ con sâu gì lại gặm. Hoa hồng trồng ngoài đất cho nên là cũng không phải chăm lắm đâu các bạn nhé. Nó tự phát triển cũng rất là cực kinh. Đấy. Cánh nó đẹp. Chơi cũng rất là bền, cũng phải được vài hôm.
Đây có một cái cảnh hiện tượng là sâu ăn lá, không thấy con sâu đâu. Để tiêu diệt bỏ. Đấy. Hoa và nụ nhiều vô kể. Nụ còn rất nhiều đấy các bạn nhé. Đây nụ. Thấy không? Nụ hoa. Đấy, tập trung chỗ này là khu vực chỗ này là rất là nhiều. Wow. Bông này to quá. Đấy. Bông siêu to này. Các bạn thấy chưa? Từ cái nụ nó như thế này thôi. Thế mà nó khi nó nở nó như thế này. Được mấy hôm à, có con ong, con ong, con ong. Con ong, ong mật. Tí nữa thì quay được con ong mật nó về nó lấy nhị nhị hoa. Đấy. Các bạn thấy đã chưa? Xem con ong ở đâu để quay. À kìa 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 kìa. Nó đang ở cái bông to các bạn nhá. Đấy. Đây. Một chú ong đang đi lấy mật ở nhị hoa hồng. Đấy, chú ong mật đấy. À. Chú lại xuống khu vực dài. Đấy. Rất là sinh thái các bạn ạ. Nhìn bông hoa đẹp thế. Đã mắt luôn. Đấy, quay các góc quay để các bạn xem nhé. Hôm nay thời tiết mà đẹp thì ngắm núi Ba Vì kia thì tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn xem video nhớ bấm kênh đăng ký ủng hộ mình nhá. Các bạn có những cái thông tin gì hữu ích thì có thể bình luận ở phần comment ở bên dưới. Mình xin cảm ơn rất là nhiều. Đấy, chỗ này là toàn mầm mới nụ. Mầm nụ sắp ra hoa. Đấy, phần này là phần mầm sắp bung hoa. Được một vài bông. Mầm rất khủng. Đây mình quay cái cây cổ Sapa này của mình khủng khiếp này cho các bạn xem. Cao khoảng trên 2 mét phần cây, cả chậu thì nó phải 2 mét rưỡi 3 mét. Đấy, cái ngọn khủng chưa? Như cái gốc nó thì thôi rồi, gốc nó phải bằng lon bia các bạn. Gốc nó đây.
Đấy, thấy chưa? Trước mình nuôi chi thôi, nhưng mà thôi cho nó thành bới cho nó phát triển, cho nó khỏe, cho nó bới to, bụi, cây bụi, làm thành cây bụi. Đấy, đang nhiều lộc chưa có hoa.